Chào anh em nha, đây là cái DC60 mình đang chuẩn bị làm mới cho khách đây. Đây là bắt đầu tiến hành làm, mình tới A tới Z luôn. Đây là phần đồng sơn cũng mới vừa hoàn thành được chút, dần dần với dần thân thì chỉ còn ráp những cái lượng mới vô nữa là xong. Đây là lấy trà rồi làm đồng nó hết rồi. Tiếng on khoan vừa mới hết nha nè. Giờ đi 60 giờ hoàn chỉnh về phần hộp số rồi, gần mới hết toàn bộ chăm rồi, nóc mới hết luôn. Giờ ta mà chạy không giờ xếp kỹ luôn ha nè. Em sơn tổng cộng 3 lớp rồi ha, lớp lót và lớp sơn, rồi tới một lớp 2K lên nữa, rất là bóng. Chỉ có động cơ là nguyên zin thôi, không đụng tới nó. Giờ thả nó bắt đầu vô ha. Rồi, như anh em đã thấy thì bây giờ mình đã bắt đầu gắn hàm vô rồi, máy nó cũng đang hoàn chỉnh rồi ha. Đó là ok. Bây giờ anh em chuẩn bị gắp bộ thứ bao vô, gắp bên cuốn rồi này nó vô hết, nó có thể hoàn chỉnh là do cho khách được. Đây là thực hiện xong cái làm mới một chiếc DC60. Rồi, chiếc DC60 này giờ đã hoàn chỉnh rồi ha anh em. Rồi, 70 rồi, 20 mới nha nè.
để hồi nãy mình lấy cái mùi mới rồi mình thay vô ha. Thì chuyện nhỏ. Rồi, đó mùi xuống thành mùi mới nha nè. Cái này lên ok rồi đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Rồi, em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Bây giờ quay từ trên cao trước ha. Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt lúa thì em có DC70 này để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có dừa khoan và DC70 thường là những chiếc máy giống vậy. Ở phía trong này thì em có để mấy chiếc 105 ha, đây là máy lớn hàng cắt 3m 105X đây, còn 3 chiếc cho anh em xem ha, em phong lớn kìa đây. Anh em nào muốn xài cho mấy năm thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha, DC95GM hàn cắt 2m7 ha, đọc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái này, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây, cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% đó, gần như mới. Mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây. Rất là mới nha nè. Này là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi. Còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Phía trong này cũng để có để máy đó nha, phía trong. Đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy á, cho khách ha. Bây giờ cũng có khoảng 5-6 chiếc đang làm này. Thì chị theo mức độ hả mọi người. Đây, như mấy con này hộp số mình làm miễn phí hết ha, phải phụ tùng được. Để có kèm theo khuyến mãi phụ tùng cho mọi người. Chiếc này làm cũng gần xong rồi, cũng hai lần mới hết toàn bộ rồi, lưới mới rồi ha. Như còn đây là phần qua làm đồng hàm ha. Cái này mình làm đồng miễn phí tất cả nha. Đây, cảm ơn anh em đã theo dõi. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. À, phía bên đó tòa nhà trắng trắng thì xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.